Cuộc rơi nhí Xuyên Việt 2018 là giải đấu dành cho các em nhỏ từ 1 đến 6 tuổi, giúp các em phát triển thể chất, đồng thời cũng là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm bên gia đình. Ngày 27 tháng 5, lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Đà Nẵng với sự góp mặt của 200 em nhỏ. Trên tinh thần bước khởi đầu cho nhà vô địch, Cua rơ nhí Xuyên Việt 2018 không đơn thuần là một giải đấu thể thao dành cho các em nhỏ, mà còn thể hiện mong muốn của các đơn vị tổ chức trong việc góp phần kiến tạo tương lai cho thế hệ mầm non với sự hoàn thiện cả về trí và lực. Tất cả các cua rơ nhí khi về đích đều được ban tổ chức tặng huy chương, ghi nhận nỗ lực và khuyến khích các em kiên trì, không bỏ cuộc. Top 10 chung cuộc các bảng sẽ nhận được giấy chứng nhận của Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Cua rơ nhí Xuyên Việt do kênh truyền hình Kids and Family TV và Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam tổ chức từ năm 2017. Trong năm 2018, cuộc đua được mở rộng đến thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.